Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, thành phố Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 119 của Quốc hội và nghị định 34 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành nghị quyết. Sau hơn 4 tháng thực hiện, bước đầu đã ghi nhận một số kết quả. Thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, từ 46 cán bộ công chức làm việc trong bộ máy hành chính phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, sau sắp xếp chỉ còn 34 người. Từ công chức phường, cán bộ công chức đã được liên thông trở thành công chức cấp quận. Có thể nói rằng đây là động lực rất lớn để động viên, khuyến khích cán bộ công chức phát huy năng lực, sở trường của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Về bộ máy, về con người, bộ máy thì tinh gọn, con người thì ít lại. Thì rõ ràng là cái phải nâng cao cái vai trò trách nhiệm của cán bộ công chức. Thứ hai phải chuyên nghiệp hơn. Rồi cái phải có cái tính tư duy, tính thay đổi trong cái phương pháp và cách thức làm việc. Và đặc biệt là tận dụng cái khoa học công nghệ, trong đó công nghệ thông tin là một trong những cái ưu điểm để là cán bộ công chức là thực hiện. Theo mô hình tổ chức chính quyền đô thị, kể từ ngày 1 tháng 7, 6 quận và 45 phường của thành phố Đà Nẵng không có hội đồng nhân dân mà chỉ có Ủy ban nhân dân là một cấp hành chính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và phường hoạt động theo cơ chế thủ trưởng. Do vậy, cũng đã tạo thuận lợi lớn cho người đứng đầu trong quá trình lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Cũng tạo điều kiện cho trong vấn đề chỉ đạo, điều hành thuận lợi hơn. Và trước đây thì còn cái tập thể thành viên ủy ban, nhưng bây giờ là cùng một tập thể cán bộ công chức, và trong cái chỉ đạo điều hành nó được thuận lợi. Cán bộ công chức là qua cái chỉ đạo điều hành là triển khai thực hiện tốt. Tuy nhiên, theo các địa phương thì việc phân bổ chỉ tiêu biên chế như hiện nay mang tính dạng trải đều mà chưa tính tới tính đặc thù của từng địa phương. Như phường có diện tích rộng, dân sâu đông, cùng công tác tại phường nhưng cán bộ đảng, mặt trận, đoàn thể chính trị không được liên thông thành công chức quận, dẫn đến một số cán bộ có tầm tư ảnh hưởng đến công việc. Bên cạnh đó, với mức phụ cấp 1,14 như hiện nay, đối với cán bộ không chuyên trách là quá thấp, không động viên khuyến khích được mọi người làm việc. Và thực hiện cái chính quyền đô thị, cái nghị định 34 của chính phủ, và đặc biệt là trong cái thời gian phòng chống dịch thì ngoài cái sự phân cấp một số nhiệm vụ của quận, của thành phố, thì tập trung công việc rất nhiều cho xã phường, nhất là đảm bảo cái an sinh xã hội trong cái công tác phòng chống dịch, mà nhất là cái đội ngũ hoạt động không chính trách đấy, trong đó là như về xã hội, công tác xã hội mà lao động thương binh xã hội làm việc cật lực ngày đêm đối với nhiệm vụ cái mà người hoạt động không chuyên trách thì thật ra ở đô thị thành phố này thì người ta cũng hoạt động là thời gian cũng như công chức, mà thời gian dịch bệnh thì làm ngày làm đêm, nhưng mà thật ra thì cái chế độ đãi ngộ đấy thì rất thấp. Việc tổ chức triển khai các cơ chế chính sách đặc thù theo nghị quyết số 119 của Quốc hội gắn với xây dựng mô hình tổ chức quản lý gọn nhẹ, linh hoạt, phù hợp với đặc thù quản lý đô thị, đổi mới cơ chế quản lý công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức theo mô hình chính quyền đô thị có thể coi là những yếu tố hết sức quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng theo tinh thần nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện các việc cơ chế chính sách về là ủy quyền rồi phân cấp nó rõ ràng. Cái thứ hai là thực hiện các cái chế độ chính sách cho người lao động. Cái thứ ba là liên quan đến những cái vấn đề các cái chính sách khác thì cũng phải kèm theo, nó sẽ là thu hút được là cái việc là tham gia của con người ấy. Thực tế, sau hơn 4 tháng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở Đà Nẵng cho thấy quyền đại diện, quyền dân chủ và quyền được tiếp nhận thông tin của người dân vẫn được đảm bảo và duy trì ở mức độ cao như trước đây. Thông qua các hội nghị đối thoại với nhân dân, vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố, của mặt trận được tăng cường nhiều hơn. Bộ máy cơ cấu tổ chức của các quận, phường được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cơ quan hành chính chủ động điều hành, quyết định nhanh chóng những vấn đề cấp bách, giảm bớt trình tự, thủ tục.